Tuyển tập chuyện cười xưa giờ nay. Chả giấu gì bác. Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi, khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm chầu mời khách nhưng giữa cơ chầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn. Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả. Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả. Ông này cũng bày ra giữa cơ chỉ có mỗi một miếng chầu và khẩn khoản mời. Ông khách khen cơ chầu đẹp và nể lời cầm miếng chầu lên tay ngắm nghía. Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm sơ nhỉ. Không đâu ạ, đó chính là miếng chầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Chả giấu gì bác, tôi ngậm nên nó hơi bị dập ra. Phòng sinh. Một con chim sẻ bị chim ưng truy bắt, sợ hãi bay loạn, chui vào tay áo của một thầy tu. Thầy tu nắn nắn nó qua tay áo nói: A Di Đà Phật, hôm nay đệ tử được sơi thịt đây. Chim sẻ nhắm nghiền hai mắt nằm im, thầy tu tưởng nó đã chết, vén tay áo xem, chim sẻ thừa cơ bay mất. Thầy tu liền nói: A Di Đà Phật, ta phóng sinh cho mày đó. Sư cụ, làm người không được sát sinh. Nếu kiếp này con giết trâu, kiếp sau con phải hóa thành trâu đền tội. Kiếp này giết heo thì kiếp sau là heo, giết ruồi giết rán cũng thế. Đồ đệ, cha, hiểu rồi, nếu con muốn kiếp sau làm người nữa, kiếp này con phải giết người. Uống thuốc độc không chết. Có một anh nhà giàu nghiện rượu, sợ đầy tớ uống vụng nên cố chọn nuôi một người lù khù. Anh ta có việc phải đi vắng, bảo người ở phải trông nhà. Mày ở nhà, phải trông coi lấy cái chân giò cho đó, bởi con gà sống thiến trong chuồng, kẻo chó mèo nó tha đi, nghe. Rồi anh ta chỉ vào hai be rượu dọa: còn hai be này là thuốc độc để bẫy chuột, uống chết đấy. Anh ta đi rồi, người đầy tớ bắt con gà sống thiến để làm thịt, luộc chân giò lên ăn, lại lấy cả hai be rượu uống hết, say mềm cả người. Khi anh ta về thấy người đầy tớ nằm sấp dưới đất, hơi men nồng nặc, liền đánh thức dậy hỏi gà, đùi heo và hai be kia đâu. Người đầy tớ khóc mà thưa rằng: con vâng lời ông ở nhà coi nhà, rồi có con mèo và con chó chạy lại, con mèo thì tha cái chân giò, con chó thì cắp con gà sống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng nên lấy hai ve thuốc độc uống cho chết, không ngờ vẫn chưa chết. Đố nhau. Mấy anh đố nhau, anh thứ nhất nói: càng đắp càng bé là gì? Mọi người nghĩ mãi rồi đành chịu. Anh này tự trả lời: người ta đào ao, lấy đất đắp vào bờ bên trong, càng đắp thì cái ao càng bé lại. Anh thứ hai đố: càng kéo càng ngắn là gì? Mọi người cũng chịu cả. Anh ta giải thích: là điếu thuốc lá, cứ kéo một hơi là nó lại ngắn đi một chút. Anh thứ ba hỏi: thế càng vặn càng vẹo là gì? Mọi người càng chịu, cho là anh ta chơi chữ. Anh này cười bảo: đâu mà chơi chữ, chỉ là hai người cùng giặt một cái chăn. Đến lúc vắt nước, mỗi người cầm một đầu chăn bằng hai tay thật chặt, vặn xoắn vào. Được một lúc thì cả hai đều vẹo mình đi, mỗi người về một phía. Đến lượt anh thứ tư, anh này lừng khừng bảo: càng to càng bé là gì? Mọi người cười bò ra, phán đoán đủ kiểu. Anh ta chỉ lắc đầu, mãi sau mới nói: con cua nó có hai càng, một càng to, một càng bé. Thơ vịnh con chó. Có một anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện ăn xin, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là trò nghèo, thương hại, bảo: có phải học trò thì ta ra thơ con chó cho mà làm được sẽ có thưởng. Anh học trò nghĩ một hồi lâu đọc, thoạt thấy chúa về ngoe nguẩy theo: thương ôi, con chó ngỡ con mèo. Quan huyện nghe xong, phán: học trò thật, thơ không hay lắm, nhưng được cái đúng vần. Liền thưởng cho một quan tiền và một thúng gạo. Anh kia lạy tạ ra về. Giữa đường gặp một anh học trò khác, anh này hỏi: tiền gạo đâu ra thế? Anh kia kể đầu đuôi câu chuyện. Anh này liền vào huyện, cũng nói là học trò nghèo, nhỡ độ đường vào huyện. Quan huyện cũng lại ra thơ như lúc nãy. Anh ta mừng quính, tưởng chuyến này ăn chắc, liền đọc:
thoạt thấy Chúa về ngoe nguẩy thời. Thương ôi, con chó ngỡ ông trời. Quan huyện nghi anh ám chỉ mình, tái mặt, sai lính đánh mấy chục roi, rồi đuổi ra. Tuổi Tuất. Có một người được mời đi ăn cỗ. Chủ nhà vừa mới nói câu xin mời xong, anh ta liền uống luôn mồm gắp luôn tay, ăn không biết chừng. Người ngồi cùng mâm hỏi, anh cầm tinh con gì nhỉ? Anh ta trả lời, tôi tuổi Tuất cầm tinh con chó. Người ngồi cùng mâm nói, may quá, anh tuổi chó chứ nếu là tuổi hổ thì có lẽ ăn thịt cả tôi mất. Cứ bảo tuổi Sửu có được không? Đồn rằng có một ông huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà vợ thấy tình chồng như vậy cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan binh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót bà huyện. Bà huyện cũng từ chối đây đẩy. Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì 10 hay 15 năm sau ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn dày già tôi đấy. Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách quan huyện nhà tôi tuổi Tý. Dân làng đã có ý như vậy thì hãy về đúc một con chuột bằng bạc đền đây, rồi tôi thử cố nói dùng cho, họa may được chăng. Dân làng nghe lời về đúc một con chuột cống thật to, rồi đặc toàn bằng bạc đem đến. Một hôm quan huyện trông thấy con chuột bạc mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại. Nghe xong, ông huyện mắng, sao mà ngốc vậy? Lại đi bảo là tuổi Tý, cứ bảo tuổi Sửu có được không? Đất nứt con bọ hung. Từ bé Trạng Quỳnh đã nổi tiếng học giỏi và đối đáp nhanh. Trong làng có ông Tú Cát rất hậm hĩnh mình, đi đâu cũng khoe mình hay chữ. Quỳnh rất ghét những loại người như vậy. Một hôm Quỳnh đang đứng xem đàn lợn ăn cám trong chuồng, Tú Cát đi qua trông thấy, liền gọi Quỳnh lại và bảo, ta nghe đồn mày thông minh và có tài đối đáp. Bây giờ ta ra cho mày một câu đối, nếu không đối được, ta sẽ đánh đòn. Nói rồi, Tú Cát lên giọng, gật gù ngâm nga, lợn cấn ăn cám tốn. Tú Cát nghĩ rằng câu này rất khó đối, ví cấn và tốn là hai quẻ trong kinh dịch nào ngờ. Quỳnh đối lại ngay, chó khôn chớ cắn càn. Quẻ này cũng có khôn và càn là tên hai quẻ trong kinh dịch, đồng thời lại có ý xỏ Tú Cát là chó. Không ngờ bị chơi đau như vậy, Tú Cát tức lắm, hàm hàm bảo, được, ta ra thêm vế nữa, phải đối lại ngay rồi đọc ti trời sinh ông Tú Cát. Quỳnh đáp luôn, đất nứt con bọ hung. Tú Cát tức đến sặc tiết nhưng không làm gì được, vì Quỳnh đối rất chỉnh, đành lùi thủi bỏ đi. To bằng cái nồi. Có một anh nọ đến nhà bạn chơi, được bạn mời ở lại ăn cơm. Cơm ngon miệng quá, anh ta đã đến 6-7 bát mà vẫn muốn ăn thêm. Xin cơm thêm thì lại ngại, anh ta bèn nghĩ ra một cách. Anh ta giơ cái bát lên. Năm ngoái bên làng tôi thu hoạch bưởi to lắm, to bằng cái bát này cơ đấy. Anh bạn hiểu ý nhưng trong nồi chẳng còn hạt cơm nào, bèn hóm hỉnh trả lời. Có mấy quả của nhà tôi còn to bằng cái nồi này cơ, nhưng tôi đã bẻ từ mấy hôm trước rồi. Vừa nói anh vừa giơ cái nồi úp ngược lên. Nói khoác gặp nhau. Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Xin kể cho nghe, anh nọ được dịp nói khoác, tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không lấy gì mà đo cho xiết. Có người thuở 20 tuổi đứng ở đằng mũi bắt đầu đi ra đằng lái, đi đến giữa cột buồm thì đã già, râu tóc bạc phơ, cứ thế đi, đến chết vẫn chưa tới lái. Trong làng cũng có một anh nói khoác nổi tiếng, nghe vậy liền kể ngay một câu chuyện, như thế đã lấy gì làm lạ. Tôi đi rừng thấy có một cây cao ghê gớm, có một con chim đậu trên cành cây ấy, đánh rơi một hạt đà. Hạt đà rơi xuống lưng chừng gặp mưa, gặp bụi rồi nảy mầm, đâm rễ thành cây đa. Cây đa lớn lên, sinh hoa, kết quả, hạt đa ở cây đa đó lại rơi vãi ra, đâm chồi, nảy lộc thành nhiều cây đa con. Đa con cũng như cây đa mẹ lớn lên, sinh hoa kết quả, lại nảy ra hàng đàn cây đa cháu. Cứ thế mãi cho đến khi rơi tới đất thì đã bảy đời tất cả. Anh đi xa về nghe thế gân cổ lên cãi, làm gì có cây cao thế, chả ai tin được. Anh kia cười danh mãnh, ấy không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ mà đóng chiếc thuyền của anh. Wow! Trứng ngót. Có một cô nàng vừa mới về làm dâu mà ở nhà lại chẳng phải nấu cơm bao giờ. Hôm ấy vừa nấu cơm xong bỗng cô ngồi khóc thút thít. Mẹ chồng thấy thế bèn hỏi chuyện. Lúc ấy cô mới bảo, con nấu cả một rổ rau to mà sao bây giờ chỉ còn có một đĩa thế này. Con không ăn vụng đâu mẹ ạ.
Bà mẹ chồng cười bảo, rau ngót đi mà con, hôm sau lục trứng. Nhớ lại chuyện hôm trước cô bèn ăn vụng hai quả. Đến bữa cơm, bà mẹ chồng hỏi, sao có 5 quả trứng mà giờ chỉ còn 3 thế này? Cô con dâu thản nhiên trả lời, trứng ngót mẹ ạ. Thích xù nịnh. Một người giàu có nói với một người nghèo, tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao? Người kia nói, ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông? Người giàu bảo, tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé. Người kia nói, thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh? Người giàu lại nói, tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ. Người kia bảo, lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải. Có con run đất. Quan Tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu. Có hạt cơm dính vào râu Quan Tuần, anh lính hầu Quan Tuần vội bẩm. Bẩm cụ lớn, trong bộ râu cụ lớn có hòn ngọc minh châu. Quan Tuần thủng thẳng vuốt râu để cho hạt cơm rơi xuống. Quan án về nhà, bảo anh lính hầu mình. Đấy mày xem, lính bên Quan Tuần khôn ngoan thế đây. Giá mày học được như nó thì có phải tao cũng được mắt mặt không? Cách mấy hôm sau, Quan Tuần sang quan án ăn cơm. Có sợi bún dính ở mép quan án, anh lính hầu quan ăn trông thấy vội bẩm. Bẩm cụ lớn, trên mép cụ lớn có con giun đất đấy ạ. Không cần học nữa. Một lão nhà giàu đã dốt lại hà tiện. Con đã lớn mà không cho đi học, sợ tốn tiền. Một ông khách thấy vậy, hỏi, sao không cho thằng nhỏ đi học trường? Cho cháu đến trường, sợ học trò lớn bắt nạt. Thì rước thầy về nhà cho cháu học vậy. Nó chưa có trí, biết nó có học được hay không? Có khó gì, thầy sẽ tùy theo sức nó mà dạy. Nay dạy chữ nhất là một gạch, qua ngày mai, dạy nó chữ nhị là hai gạch, qua bữa mốt, dạy nó chữ tam là ba gạch, lần lần như vậy thì cháu phải biết chữ. Khách ra về, thằng con mới bảo cha, thôi, cha đừng rước thầy về tốn kém. Mấy chữ ấy con không học cũng biết rồi, con nghe qua là đã thuộc. Người cha bảo nó viết chữ nhất, chữ nhị, chữ tam, nó viết được cả. Ông ta khen con sáng dạ, không mời thầy về nữa. Một hôm, người cha bảo nó viết chữ vạn. Nó thủng thẳng ngồi viết, viết mãi đến chiều tối cũng chưa xong. Người cha mắng, viết gì mà lâu thế? Nó thưa, chữ vạn dài lắm bố ạ. Con viết hơn nửa ngày mà được nửa chữ thôi. Thần bia trả nghĩa. Có một ông lãnh binh, lúc nào trên lưng cũng đeo súng kè kè, nhưng lại bắn rất tồi. Có cái bia sau nhà, đứng cách mấy sải tay mà tập mãi vẫn chưa được phát nào tin. Chẳng may cho quan, bắn chưa thạo thì đã có lệnh gọi ra đánh giặc. Vừa ra trận buổi đầu đã thua, bỏ mặc quân lính đấy chạy tháo thân. Nhưng giặc đuổi giết cố bắt cho được. Quan sắp đến đường cùng, bỗng có một vị thần ở đâu hiện ra, cõng quan chạy vào rừng. Vào đến giữa rừng, quan biết mình đã chạy thoát, mới hoàn hồn hỏi vị thần kia. Xin cho biết người ở đâu? Chẳng hay vì sao mà có lòng tuốt cứu tôi như vậy? Vị thần trả lời, ta là thần bia ở trong vườn nhà ông. Trong bấy nhiêu năm ở nhà ông, nhờ ông có lòng nhân đức nên mới sống được đến ngày nay. Cảm cái ơn ấy, hôm nay ông lâm nạn, tôi cứu ông để trả nghĩa vậy. Đánh thế còn nhè. Có một anh nông dân về nhà ăn cơm trưa, thấy món rau xào hôm nay rất ngon, liền hỏi vợ, rau xào hôm nay sao ngon thế? Vợ đắc ý khoe, hôm nay có hai người mua chung một miếng mỡ lợn, trên đường đi qua nhà mình đã mượn dao để chia, em đã rửa con dao dính mỡ lợn vào chảo, nên rau mới ngon như thế đấy. Anh chồng nghe xong, tiện tay tát cho vợ một cái, mắng, tại sao không rửa vào vại nước để mà ăn mấy ngày? Vợ rất uất ức chạy sang bên cạnh mách tội của chồng với ông chú. Chú nghe xong quát tướng lên, đánh thế hãy còn nhẹ, sao không rửa dao dưới ao để chúng tao cũng được ăn. Nhân đức. Có người hay nói nịnh. Một hôm đến tham quan huyện, vừa vào dinh đã khen rối rít, quan lớn nhân đức thật, thù dữ cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua, vừa bước chân vào địa hạt ta, tận mắt tôi thấy cọp kéo nhau từng bầy đi sang huyện bên cạnh. Quan nghe,
cũng chối tai, nhưng vẫn cười gượng. Một lúc, dân tới báo đêm qua cọp bắt mất 3 mạng người, xin quan đưa lính về bắn trừ đi, kẻo nó ăn hết thiên hạ. Quan huyện quay lại hỏi khách, sao ngài bảo trông thấy cọp bỏ đi cả rồi? Người kia bí quá, nói liều. Chắc quan huyện bên cạnh cũng nhân đức chẳng kém gì quan lớn, nên nó không có chỗ trú chân, đành phải quay trở lại huyện nhà. Hổ phụ sinh hổ tử. Hai cha con nhà kia đều nóng nảy ngang ngạnh, không nhường nhịn ai chút nào. Một hôm, nhà có khách, người cha sai con vào thành mua thịt về nhắm rượu. Người con mua miếng thịt ngon đem về, vừa sắp ra khỏi cổng thành, bỗng đụng ngay một người từ ngoài thành vào. Hai người không ai chịu nhường đường đi, cùng ưỡn ngực nghênh nhau chắn ngang lối đi. Ở nhà chờ lâu không thấy, người cha đi tìm con. Đến nơi, thấy tình hình như vậy liền bảo, con hãy cầm thịt về trước làm cơm mời khách xơi, để cha ở đây cùng y đứng nghênh nhau tiếp. Thừa giấy vẽ voi. Trong lần thi hội, Cống Quỳnh không có ý định ứng thí, nhưng vì nể lời chúa Trịnh ép đi thi để lây cha Nguyên, nên Quỳnh nhận lời. Lúc vào trường thi, Quỳnh làm bài rất nhanh, xong sớm trước nhiều thí sinh khác. Lẽ ra Quỳnh đem nộp quyển, nhưng vì chẳng biết chuyện đỗ đạt, nên tái máy dở bài ra xem lại. Thấy có một đoạn giấy trắng bên dưới, Quỳnh liền chấm bút vẽ ngay một bầy voi, rồi tiện tay để luôn bên cạnh mấy câu thơ ngẫu hứng. Văn chương phú lục đã xong rồi. Thừa giấy làm chi, chẳng vẽ voi. Tớ có một điều xin bảo thật. Đứa nào cười tớ, nó ăn voi. Quỳnh làm như vậy là cố ý chọc tức quan chủ khảo. Họ sẽ điên tiết lên khi đọc những dòng này và sẽ đánh hỏng Quỳnh với tội phạm trường quy. Thật ra, Quỳnh đâu cần sự thăng quan tiến chức. Lúc ấy, có viên giám thị đi theo dõi. Liếc thấy bài thơ tứ tuyệt ngạo mạn của Quỳnh, bèn chạy đi báo với quan giám khảo. Quan sơ khảo và quan phúc giám khảo rón rén đến dòm thử, thì quả đúng như vậy. Quỳnh biết các hành động của ban giám khảo, nhưng cứ tẳng lờ coi như không. Đợi đến lúc các quan trường xuống lại đông đảo, Quỳnh mới đưa bút viết tiếp hai câu thơ nữ vịnh bức tranh voi vừa vẽ. Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc, chú sơ, chú phúc, giúp mà coi. Đám quan viên lúc này cảm thấy sượng sùng nên bấm nhau rút lẹ. Đứng lâu ở đó e không khéo lại bị Quỳnh chơi khăm, mất mặt nữa. Chữ gì? Có hai vợ chồng mới cưới, tôi đến, chồng chỉ chữ sóng hỷ mà đổ vợ, đổ em chữ gì? Vợ đáp, sóng hỷ, không phải, thì tám hỷ, cũng không phải, thì tử hỷ, cũng không phải. Vậy chữ chí, anh nói đi, đó là ngũ hỷ. Vợ mỉm cười, hiểu ý chồng. Sợ mái thức dậy, nàng tùng tìm cười nói với chồng, anh ơi, em biết rồi, đó là chữ sướng hỷ. Wow! Đơn xin ly dị. Có một anh chàng được cha mẹ cưới cho một cô vợ, nhưng vì không hợp tính nhau, vợ chồng lục đục mãi. Cuối cùng, anh ta viết một tờ đơn xin ly dị vợ gửi lên quan huyện, nội dung như sau: thiên trời địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hầu sau, ngưu trâu mã ngựa, cử cửa nhà rằng, vô chăng hữu có, huyện chó dương dê, quy về tổ chày, bài lễ quỳ quỳ, khứ đi lai lại, nữ gái nam trai. Quan huyện cầm tờ đơn đọc mãi chẳng hiểu gì, tức tốc gọi chàng VIETDN ly dị vợ lên. Quan đập bàn quát, mày viết cái gì đây? Dám trêu quan à, mày đọc đơn ly dị tao nghe, đọc cho ra nhẹ, nếu không tao sẽ chặt đầu. Anh chàng kia cầm tờ đơn lên đọc, tôi nói có thiên trời địa đất. Thưa quan, tôi lấy vợ về để kiếm cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, không hay chi. Tôi nói lục sáu hằng nói tam ba, tôi nói gia nhà hằng nói quốc nước. Tôi cưới vợ về để có tiền trước hầu sau, không ngờ hắn là đồ ngu trâu mã ngựa. Tôi cử cửa thì hắn nha răng, tôi nói vô chăng hắn nói hữu có. Vợ tôi là đồ khuyển chó dương dê, hắn có quy về tôi cùng tổ chạy. Hắn có bái lại quỳ quỳ tôi cùng chẳng khử đi lai lại. Cuộc đời tôi với hắn không còn nữ gái nam trai. Quan huyện nghe xong cũng tức cười mà thấy có lý, bèn thuận cho chàng kia được ly dị vợ. Sợ vợ. Vua truyền gọi tất cả đàn ông đến quảng trường, nơi có cắm hai lá cờ, một lá màu xanh, lá kim màu vàng. Theo lệnh vua, ai sợ vợ phải đứng dưới lá cờ vàng. Cuối cùng chỉ còn một người đứng dưới lá cờ xanh.
Vua hỏi về bí quyết của sự can đảm. Người nọ đáp: "Tâu bệ hạ, trước khi tới đây, vợ thần có dặn thần không được nhập bọn với đám đông." Câu trả lời khái quát. Trong kỳ thi vấn đáp, giám thị hỏi học sinh: "Em có thể khái quát điểm chung nhất của những nhà khai sáng vĩ đại của thế kỷ 18 được chứ?" "Thưa thầy, được ạ." Thí sinh tự tin trả lời: "Tất cả những nhà khai sáng vĩ đại ấy đã chết lâu rồi." Chắc ăn. Anh chàng giám đốc một công ty nói với người yêu: "Em yêu, anh rất muốn lễ cưới của chúng mình sẽ được tổ chức ngay." "Ôi anh yêu, sao anh vội thế? Cứ để một thời gian nữa đã." "Nhưng để làm gì?" "Để em xem công ty của anh có chắc chắn tồn tại được không." Chân trời. Thầy giáo dạy địa lý giảng bài. Ngày xưa, loài người quan niệm bầu trời như một cái vung úp xuống đất. Như vậy là có chân trời. Đi mãi, gặp chân trời thì có thể leo lên trời được. Nhưng khoa học ngày càng phát triển và các nhà khoa học chứng minh rằng không hề có chân trời. Một học sinh đứng dậy: "Thưa thầy, có chân trời ạ." "Em dựa vào đâu mà bảo có chân trời?" "Dạ thưa thầy, đêm qua em thấy bố em bảo, trời ơi, giang chân ra." Đánh giá cao. Một họa sĩ mới thành tài khoe với bạn: "Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật đấy." "Thế có được treo không?" "Có chứ, treo ngay cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó." "Thế anh vẽ cái gì mà được đánh giá cao vậy?" "Một tấm bảng đề, hãy đi vào cổng bên trái." Thi vấn đáp. Trong một buổi thi vấn đáp lịch sử, trong một lớp học bổ túc văn hóa, "Em có biết Lê Lợi là ai không?" "Dạ em không biết." "Thế em có biết Trần Hưng Đạo là ai không?" "Dạ em không biết." "Thôi, nếu em trả lời được câu này tôi sẽ cho em qua. Vậy em có biết Trương Trắc, Trương Nhị là ai không?" "Dạ em cũng không biết." "Vậy thì mời em ra, tôi không thể cho em đậu được." "Thế thầy có biết Hùng Móm, Minh Sẹo, Phúc Bồ là ai không?" "Hả?" "Thầy có băng đảng của thầy, em cũng có băng đảng của em. Thầy kêu mấy thằng đó tới đây, em tiếp hết, đừng đem băng của thầy ra dọa em." Bí mật được bật mí. Một bà cụ trước khi trút hơi thở cuối cùng thều thào: "Ông à, tôi sắp về với Chúa rồi, không muốn giấu ông nữa. Trong 9 đứa con, thằng Út, thôi thôi, bà không cần nói nữa, tôi biết hết rồi, tôi tha thứ cho bà ráng giữ lại sức đi, tôi thấy thằng Út xấu quá, tôi biết nó không phải con tôi đâu." "Không, không, chỉ có nó mới là con của ông." Làm việc tốt. Có một thằng nhóc đi học về khoe với bố nó: "Bố ơi, hôm nay con dẫn một bà già qua đường." Bố nó xoa đầu khen và thưởng cho nó một cái kẹo. Hôm sau, nhóc cùng ba người bạn nữa về và nói: "Bố ơi, bọn con vừa dẫn một bà già qua đường." Bố nó lại khen và cho mỗi đứa một cái kẹo. Hôm sau nữa, thằng nhóc kéo cả lớp về nhà và bảo: "Bố ơi, chúng con vừa dẫn một bà già qua đường." Bố nó vẫn khen, cho kẹo, nhưng hỏi: "Từng này đứa dẫn một bà già qua đường hay sao?" Thằng nhóc liền trả lời: "Bố tưởng dễ lắm à, bà ta chống cự như điên ấy." Suy luận. Giáo sư môn logic học bị mất kiến. Ông bèn suy luận: "Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có.
Nhưng nếu chưa có, làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà nếu không bị cận thị thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy, có nghĩa là mình đang đeo kính. Hơi bị nhầm. Một lần, tôi vào nhà vệ sinh công cộng. Vừa ngồi xuống thì một giọng nữ từ buồng bên kia nói vọng sang: "Ơi, anh có suôn sẻ không?" Vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nhưng khó mà từ chối giọng nói ngọt ngào ấy. Tôi trả lời: "Ờ, tôi cũng ổn." Giọng bên kia lại vọng sang: "Anh cảm thấy thế nào?" Tôi bắt đầu bực mình, nhưng cũng nói: "Tôi thấy cũng thoải mái." Giọng bên kia bối rối: "Chắc em phải cướp máy thôi, vì cứ mỗi lần em hỏi anh thì có thằng cha mắc dịch ngồi buồng vệ sinh bên cạnh lại nhảy vô dành trả lời xoan xoét." Chết cùng nhau. Có một đôi trai gái yêu nhau trong một thời gian dài, nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cả hai thề sống chết có nhau. Ba mẹ ngăn cản, không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta hẹn 7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì cứ nhảy xuống trước, để lại đôi dép. Đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ mình còn trẻ dại gì. Thế là chàng để lại đôi dép và núp sau bụi cây gần đó. 5 phút sau, cô gái tới và nhìn đôi dép, nghĩ mình còn trẻ, rồi cầm đôi dép chạy đi. Chàng trai chịu không nổi, chạy theo la lên: "Ê, trả lại tao đôi dép!" Nộp phạt. Có một chú nhà quê ra thành phố chơi, thấy một khách sạn cao tầng to và đẹp, cứ đứng tầng ngần và đếm từng tầng một. Đang khi đếm thì một thằng đầu gấu tiến tới nói: "Ê, thằng kia, mày làm gì thế?" "Dạ, em đếm tầng nhà ạ." "À, mày đếm được tầng mấy rồi?" "Dạ, em đếm được 7 tầng rồi ạ." "Thế thì nộp phạt 70.000. Sau khi nộp phạt xong, chú nhà quê đi được một đoạn, lẩm nhẩm: "Cái thằng ngu, mình đếm được 10 tầng rồi mà nó không biết." Của thừa kế. Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại và nói: "Cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bạn chiến đấu trung thành của ta, hãy giữ gìn nó." Đứa cháu nói: "Nhưng ông ơi, cháu không thích súng. Hay ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông." "Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó cháu sẽ có sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn. Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ở cùng tình nhân của nó, cháu sẽ làm gì nào?" Chỉ vào đồng hồ và nói: "Ê, hết giờ rồi, chắc." Đếm răng. Trong giờ kiểm tra bài, cô giáo hỏi một học sinh: "Em cho cô biết mỗi người trưởng thành có bao nhiêu chiếc răng?" Cậu bé ngập ngừng một lát rồi nhìn cô và đáp: "Thưa cô, mỗi người có 60 chiếc răng ạ." Cô giáo há hốc mồm ngạc nhiên: "Hả? Em nói sao? Bao nhiêu?" "Dạ, 32 ạ." Lúc về chỗ ngồi, đứa bạn hỏi: "Sao mày lại nói với cô là mỗi người có 60 cái răng?" "Tao phải nói vậy để cô ngạc nhiên mà há miệng ra để tao còn đếm chứ." Sợ ma. Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối. Đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hy vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ. Một hôm, cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng. Sau một lúc trò chuyện, cô gái nói: "Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm. Cảm ơn vì đã có anh đi cùng." Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến: "Ừ, hồi còn sống, anh cũng thế." Say what? Trung thủy. Chim nói với cô bồ: "Bất cứ điều gì em muốn anh sẽ làm, nhưng còn chuyện cạo râu thì không bao giờ nhé.
Còn ở nhà thì anh ta bảo vợ: anh để râu để chứng minh cho em thấy sự thủy chung của anh. Một hôm, cô bồ của Jim cảm thấy nghi ngờ rằng Jim là một người đã có vợ. Cô ta nói: em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu đi. Mặc cho Jim năn nỉ hết lời, cô gái vẫn không đồng ý. Cuối cùng Jim phải nhượng bộ và cạo đi bộ râu của mình. Thế rồi tối đó, khi trở về nhà, Jim cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người vợ chung thủy của mình và sợ sẽ phải thú nhận sự thật. Jim nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên vợ mình. Cô vợ liền quay sang ôm mặt anh ta và thì thầm nói: anh yêu, hôm nay không được đâu, gã chồng râu rậm của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy. Khôn ngoan của nhà doanh nghiệp. Con của ta, nhà doanh nghiệp sắp chết nói với con: cha thành đạt được là nhờ hai phương châm, trung tín và khôn ngoan. Trung tín là nếu con đã hứa điều gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa thì con cũng phải làm. Con xin ghi nhớ điều đó, thưa cha. Người con đáp: còn khôn ngoan là thế nào ạ? Khôn ngoan thì đơn giản thôi. Người cha trả lời: con đừng hứa bất cứ điều gì hết. Thử lòng. Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền, cô gái hỏi: nếu em là con thuyền thì anh là gì? Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội. Cô gái lại hỏi: nếu em là dãy núi thì sao? Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa. Cô gái lại hỏi: nếu em là cái cầu kia, anh sẽ là dòng nước trong lành chảy qua. Gặp nhà sư đi ra, cô gái hỏi: nếu em đi tu thì sao? Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em. Thấy một chú bé đang dắt một con bò, cô gái hỏi: em là chú bé chăn bò kia, thì anh sẽ là con bò kia cho em dẫn. Một người đi cùng nói chen vào: nhưng anh ơi, con bò kia là bò thiến chứ có phải là bò đực đâu. Hiếu thảo. Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng hiếu thảo liền hỏi trò Bi: nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì? Em sẽ cho ba một cái nhà. Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì? Em sẽ cho ba một chiếc. Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót: nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào, vậy em sẽ làm gì? Em sẽ không cho ba đồng nào. Ủa sao kỳ vậy? Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào? Thưa thầy, tại vì em có để dành được 20 thật ạ. Không ba năm dạy một giờ. Bà mẹ mắng con gái: con ơi là con, mẹ nuôi dạy mày bao nhiêu năm trời để bây giờ mày đổ đốn thế này à? Khổ lắm, đúng là khôn ba năm dạy một giờ mà. Cô con gái sụt sùi: mẹ ơi, nhưng đâu cần đến một giờ đâu, chỉ có 5 phút thôi. Được trả lương. Chị vợ phụng phịu nói với chồng: anh chàng diễn viên trong kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, chẳng bao giờ nói nổi với em một câu như thế. Nhưng em biết rằng anh ta khác với anh. Anh ta làm như vậy là được trả lương, còn anh. Hồi sức cấp cứu cho nàng. Nửa đêm, một nam nhân viên khách sạn gọi điện cho bệnh viện, giọng hốt hoảng: alo, tại khách sạn chúng tôi có một khách hàng là quý cô xinh đẹp bị ngất xỉu, chàng trai nói. Vậy à, anh hãy làm 3 bước sơ cứu tại chỗ như sau. 1. Tháo tờ hóa đơn tính tiền trên tay khách ra. 2. Đặt khách ở một phòng hạng 3. 3. Cầm tấm bảng đại hạ giá quạt nhẹ nhẹ trước mặt cô gái ấy là tỉnh ngay. Khám bệnh. Ông bác sĩ kêu bệnh nhân há miệng ra để khám. Xong xuôi, ông đưa đơn thuốc và tiễn bà bệnh nhân ra về. Lúc ấy cô y tá mới hỏi bác sĩ: sao tôi thấy ông kêu bà ấy há miệng đến cả 5 phút mà ông lại chẳng nhìn gì vào trong vậy? Bác sĩ thủng thẳng trả lời: vì có như thế thì tôi mới kê xong đơn thuốc được. Bài học kinh nghiệm. Một gã trẻ tuổi gặp một ông già đang huênh hoang muốn khoe trình độ mình hơn người. Gã bèn rủ: tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhau nhé. Ông già đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện:
Nếu thắng ông được 10 đồng, nếu thua ông chỉ mắc 1 đồng thôi. Nhất trí, anh đố trước đi. Thế tay nào lên vũ trụ đầu tiên? Ông già không trả lời, lẳng lặng rút tờ 1 đồng trả cho gã trẻ tuổi. Được thể, hắn hỏi tiếp. Thế ai phát minh ra định luật bảo toàn khối lượng? Chịu. Lại 1 tờ nữa. Thôi, anh đố nhiều rồi. Để tôi đố anh 1 câu được không? Đồng ý. Con gì lên đồi bằng 2 chân, còn xuống đồi bằng 3 chân? Sau một hồi lâu suy nghĩ, gã thanh niên quyết định rút tờ 10 đồng ra, đưa cho đối thủ và hỏi lại. Không biết. Thế con gì đấy hả ông? Ông già lẳng lặng rút tiếp tờ 1 đồng đưa cho gã trẻ. Lừa. Hai chàng keo kiệt nói với nhau. Tí, cậu cho mình mượn bao diêm. Không, cậu không lừa được tớ đâu. Lừa chuyện gì? Mỗi lần tớ cho cậu mượn bao diêm, cậu trả lại đều thiếu mất 1 que. Ước mơ. Siêu, sao bà hay vẽ vậy? Mắm, mỗi bức vẽ là một ước mơ của tôi. Siêu lật lật mấy bức tranh xem và thốt lên. Ồ, ước mơ của bà nhem nhuốc và khó hiểu quá. 208 cái. Này, mày biết người ta có bao nhiêu chiếc xương không? 207 cái. Thế mà tao có 208 cái đấy. Sao mày? Chứ sao, tao mới nuốt 1 cái xương cá xong. Ngày chăn lưỡi liềm. Trong quán rượu, một anh kể chuyện. Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy. Đúng là lũ ngu, đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ chết cả nút. Ừ nhỉ. Câu chuyện nỏ thần. Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dậy hỏi. Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương. Thưa thầy, em không lấy ạ. Em nói gì vậy hả? Đứng đó, lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào. Thưa thầy, cũng không phải em, mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ. Thầy cứ cho sát cặp sẽ rõ. Lớp trưởng về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha em hỏi. Con sao vậy? Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương. Con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin. Con nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần chuyện nỏ thần nữa. Hôm sau, cha của lớp trưởng đến lớp gặp thầy giáo nói. Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi. Thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tôi đền. Chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào. Cắt tóc miễn phí. Một người rất đứa bé chạc 5-6 tuổi bước vào hiệu cắt tóc sang trọng. Ông ta tỏ vẻ vội vàng và bảo người thợ cắt cho ông trước rồi cho thằng bé sau. Nó chờ được mà, ông cắt cho tôi trước đi, ông ta nói. Người thợ làm theo lời. Khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế và cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải có việc ra ngoài và sẽ quay lại sau vài phút. Nửa giờ trôi qua, 1 giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng. Sao bố cháu mãi chưa quay trở lại? Ông ấy đâu phải bố cháu đâu ạ. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy tới bảo, đi theo bác, cháu sẽ có một mái tóc miễn phí tuyệt đẹp. Biết tôi là ai không? Giác đang thử việc ở một công ty đa quốc gia. Vào ngày làm việc đầu tiên, anh gọi điện cho phòng phục vụ và lớn tiếng nói vào ống nghe. Mang cho tôi một cốc cà phê ngay. Đầu dây bên kia liền trả lời. Nhầm số rồi. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Không. Tôi là giám đốc quản lý. Thế anh có biết tôi là ai không? Jim lớn giọng quát. Không. Tốt. Giác thở phào và bỏ ống nghe xuống. Trùng hợp. Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện. Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt. Người phụ nữ đáp. Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy? Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh. Thật trùng hợp. Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng. Thế sao con gà của ông đẻ được vậy? Ồ, tôi đã đổi con gà trống khác.
thật là trùng hợp. Cao Miu. Bill thường xuyên sử dụng điện thoại công cộng tại bến xe. Anh rất không vui khi chiếc điện thoại này bị hỏng. Anh gọi đi gọi lại đến công ty điện thoại nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những lời hứa. Điện thoại vẫn hỏng. Sau vài ngày, Bill gọi lại cho công ty điện thoại và bảo họ rằng thôi không cần vội nữa. Vì bây giờ chiếc điện thoại vẫn hoạt động, chỉ có trục trặc là tất cả tiền xu sau khi nhét vào để gọi điện lại chui ra sau khi người gọi đã hoàn tất cuộc gọi. Và thế là một thợ sửa điện thoại đã đến ngay lập tức. Yếu nhân. Giáo hoàng vừa kết thúc chuyến nghỉ mát và đang trên xe limousine tới sân bay. Chưa bao giờ lái một chiếc xe như vậy, ông yêu cầu tài xế lái xe cho mình lái một lúc. Tài xế chuyển ra đằng sau và giáo hoàng cầm tay lái. Khi bắt đầu phóng đến 90 dặm một giờ, giáo hoàng bị đội tuần tra giao thông bắt tạt vào lề. Người cảnh sát đi đến cửa sổ xe, nhìn vào trong một lúc, rồi nói: "Đợi một lúc, tôi cần phải gọi điện." Cảnh sát gọi điện và yêu cầu được gặp sếp. Anh ta báo cáo: "Tôi đang xử lý một yếu nhân phạm luật và tôi muốn biết mình phải làm gì." Sếp hỏi lại: "Ai thế?" "Một thượng nghị sĩ chăng?" "Không, còn quan trọng hơn thế nữa. Đó là ngài thống đốc phải không?" "Không." "Quan trọng hơn?" "Tổng thống." "Không." "Quan trọng hơn?" "Vậy thì tóm lại đó là ai mới được chứ?" Đầu dây bên kia mất bình tĩnh la lớn: "Tôi không biết." Viên cảnh sát nói: "Nhưng giáo hoàng làm tài xế cho anh ta." Người bán hàng siêu đẳng. Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hóa trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời. Ông chủ hỏi anh ta: "Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?" "Rồi, thưa ông." "Tôi từng bán hàng ở quê," chàng trai đáp. "Tốt. Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm," ông chủ nói. Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng, nhưng mãi rồi cũng tới 5 giờ chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi: "Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?" "Một." Nhân viên bán hàng mới đáp. "Mỗi một thôi à?" Ông chủ nổi giận: "Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia." "Thế cậu bán được bao nhiêu tiền?" $300,000, thưa ông." "Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy?" Ông chủ ngạc nhiên. Chàng trai giải thích: "Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: ở bờ biển. Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Volkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa." Ông chủ loạng choạng vì choáng. "Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?" "Không." Chàng trai áp ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá. Ly hôn. Trong một phiên tòa xử án thuận tình ly hôn, vị chánh án hỏi: "Nguyên nhân gì khiến anh chị đồng ý ký tên vào đơn xin ly hôn?" Người chồng: "Dạ thưa quý tòa, có lần đang ngủ chung với nhau, bỗng cô ấy giật mình la hoảng: chết rồi, chồng em về ạ." Người vợ: "Dạ, khi em la hoảng như vậy thì anh ấy giật mình tỉnh giấc, vội vàng chui xuống gầm giường trốn ạ." Nổ thì sao? Hai anh cảnh sát đi tuần tìm thấy ba trái lựu đạn trên đường phố. Họ quyết định bỏ lên xe đem về đồn. Anh cảnh sát trẻ lo lắng hỏi: "Lỡ đi dọc đường nó nổ một trái thì sao đại ca?" Anh cảnh sát ra trả lời có vẻ xanh đời hơn: "Chú mày là gì? Nếu nó nổ một trái thì mình về báo cáo là chỉ nhặt được hai trái thôi." Ngày nghỉ. Một khách du lịch hỏi người đàn ông mặc đồng phục: "Anh là cảnh sát?" "Không, tôi là một thanh tra mật." "Vậy tại sao anh lại mặc đồng phục?" "Vì hôm nay là ngày nghỉ của tôi." Hồi hộp. Một gã trai sồng sộc vào lớp hổn hển: "Chúng mày biết không, nàng đi tìm tao."
rồi nàng ôm chầm lấy tao, nàng sờ lên ngực tao, rồi nàng sờ xuống túi quần. Rồi nàng làm sao hả? Cả bọn háo hức. Rồi nàng gắt lên, thôi, anh cho em xin nốt số tiền nợ đi. Những đứa con thời Internet. Một cậu bé hỏi bố là một kỹ sư công nghệ thông tin. Bố ơi, con được sinh ra thế nào hả bố? Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình antivirus nào cả. Trong khi đó, bố cũng không cài đặt firewall. Rồi thế nào nữa hả bố? Cậu bé sốt sắng. Người cha bình tĩnh tiếp tục câu chuyện. Cả cha và mẹ đều cố gắng xóa bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổn nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời.